chào anh em đã trở lại kênh của mình ha. Hôm nay mình vừa nhận được thư của Google Adsense nè. Rất là vui nha anh em. Mình làm YouTube cũng đã được 1 năm rồi. Bất cứ anh em nào làm YouTube cũng khao khát nhận được cái này. Và hôm nay mình đã nhận được rồi. Thì sau này anh em cũng sẽ nhận được giống như mình. Nếu anh em có cố gắng theo đuổi cái đam mê của mình, một ngày nào đó anh em cũng sẽ nhận được. Bạn thực sự thất bại khi từ bỏ một cố gắng là câu châm ngôn mà mình hay để trong những cái video của mình nghe anh em. Chúc anh em sẽ sớm nhận được cái thư của Google Adsense giống như trang như mình thế này đây. Bây giờ mình sẽ mở cái thư này ra để mình xác nhận cái mã pin nghe anh em. Mã pin đã có ở đây rồi nghe anh em. Bây giờ vào Google Adsense. Chọn xác minh ở đây. Xong nhập 6 số của mã pin. Xong chọn gửi. Khi nó hiện địa chỉ thanh toán của bạn đã được xác minh. Vậy là xong nghe anh em. Chúc anh em sớm nhận được mã pin. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.